Mời nhà trai. Hai. Hai mời ngồi. Xin được mời nhà gái. Hai mời nhà gái ngồi. Bây giờ thì hai bạn chỉ cách có cái hàng rào tình yêu thôi. Các bạn phải giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe, rồi sau đó mình mở cái hàng rào tình yêu ra gặp nhau. Mời nhà trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Chào em Lan à. Chào bạn nữ kế bên. Chào các quý vị khán giả. Em là Lê Văn Phước. Em sinh năm 86. Quê gốc em thì ở Bến Tre, nhưng mà em sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em có một cái cửa hàng phân phối nhôm tại quận Bình Tân. Mời bạn gái bên kia giới thiệu cho mình nào. Dạ em xin chào MC Quyền Linh. Em chào MC Cập Lan. Em tên là Lương Thị Kim Diễn. Em sinh 1986. Em đang làm việc và sống tại Bình Tân, Hồ Chí Minh. Quê của em là ở Quảng Nam. Em kinh doanh ngành hoa lụa, quà tặng, hoa trang trí các loại. Hoa mình làm đúng không? Dạ, hoa em tự làm và cung cấp sỉ và lẻ. Diễn hả? Dạ, Diễn ạ. Diễn, bạn Diễn sinh năm 86. Dạ, bằng đây luôn rồi á. Đúng rồi, hai bạn đang bằng tuổi nhau. Bên đây bắn nhôm, bên kia bắn lụa. Bắn bông, bên đây bắn bông. Bông lụa. Bông lụa. Này là mình tạo cái vẻ đẹp quan cảnh được không? Mai mốt em lấy nhôm em làm bông được không? Phước. Anh làm cửa xong anh gắn bông lên. Coi như đám cưới là khỏi phải lo gì hết. Bên đây gắn cửa nhôm, mình kia gắn bông lụa lên là xong. Ưu điểm, khuyết điểm của Phước là gì? Dạ em thì hòa đồng, vui vẻ. Hòa đồng, vui vẻ. Em đam mê bóng đá với đi từ thiện. Nói chung là mỗi tuần nhóm em có cái nhóm nhân tâm, em cũng là trưởng nhóm. Thì một tháng nhóm em sẽ hoạt động 3 lần. Nhóm nó đông không Phước? Dạ nhóm em hiện tại giờ là 25 thành viên. Quá tốt. Một tháng em sẽ nấu cho bệnh viện hoặc máy các máy ấm. Tức mình nấu ở nhà mình đem lên đó. Không, lên đó nấu luôn. Lên đó nấu luôn. Còn đem nguyên liệu lên đó nấu. Miễn mà nấu phát bệnh viện thì nấu tại nhà xong ra bệnh viện phát. Quá là tốt luôn rồi ha. Rồi sau đó một năm thì em sẽ có tổ chức vài ba đợt đi các tỉnh. Tại em có cái đội ekip bác sĩ khám bệnh cho mấy người già với phát quà cho bà con. Rồi. Cái điểm của em là thí dụ như mà nói cái gì đó thì đừng nói là em hay nóng tánh. Nhưng mà mình nói ra rồi thôi, ngày mai mình vẫn là anh em. Chứ không phải là mình nói ra rồi mình là để trong bụng. Công việc nhà thì mình làm được hết. Làm được hết luôn. Yeah. Giờ em sống với ai? Dạ hiện tại em sống một mình. Cửa hàng đó thì em mướn mặt bằng kinh doanh. Nhà thì chưa có nhà. Nhưng chưa có nhà. Ba mẹ ở đâu? Ba mẹ ở dưới Bến Tre. Có làm Bến Tre dưới không? Dạ nuôi hào á. Nhưng mà em cũng mới xây cho ba mẹ ngôi nhà ở dưới. Ba mẹ ở dưới ở với ai Phước? Dạ cũng ở có ba mẹ. Tại em nhà đó cũng là của em. Em là mấy anh em? Nhà em thì có 5 anh em. 2 chị gái, 1 em gái, 1 em trai. Đều có gia đình hết ở riêng hết. Giờ coi như là còn mình em lấy vợ về. Vợ có về làm dâu cho ba mẹ không? Dạ không, em sống trên đây mà. Đó là lý lịch trích ngang của nhà trai đó nhà gái. Rồi bây giờ mình tới nhà gái nè. Nhà gái có cái ưu điểm như thế nào mình chia sẻ cho nhà trai nghe luôn. Dạ em có ưu điểm là em cũng sống vui vẻ, hòa đồng, sống tự lập. Rồi còn khuyết điểm của mình nè. Dạ khuyết điểm của em là còn thiếu tự tin giao tiếp với đám đông ạ. Mai mốt đi nấu cơm từ thiện với ảnh riết rồi cái tự tin ở đám rồi. Đông liền à. Việc của Phước làm đang rất là tốt. Mai mốt rủ bạn bên kia đi theo nữa. Mấy chị em trong nhóm em cũng nói chung là gắng cố gắng để gã em đi á anh. Gã em đi không? Dạ gã em đi đã đặng rước thêm cô về nhóm nữa. Được. Thật ra mấy người làm từ thiện nhìn mặt sáng lắm, tâm tốt. Được tình duyên sao nè Phước? Có gia đình rồi. Dạ. Mấy đứa con rồi? Dạ một đứa con sống với vợ cũ em nhưng mà em cấp dưỡng ăn học. Trai hay gái? Dạ gái 12 mấy tuổi? Học lớp 6. Nhưng mà lấy vợ mấy năm thì chia tay? Dạ em lấy vợ 4 năm. Sao chia tay? Cái cuộc sống hôn nhân thì nó không được hòa nhã, với thứ hai là cũng hơi ghen quá. Ai ghen? Dạ chắc vợ em thì ghen nhiều hơn em. Nhưng mà em có gì em mới ghen chứ. Dạ không. Nhưng mà lý do sao mà ở nhau 4 năm trời một mặt con rồi mà sao chia tay, phải có gì dữ lắm? Chung là cũng có anh. Tại vì vợ em kêu em về dưới An Giang sống á. Nhưng mà em thì không có về dưới quê đó. Nên là... Thật ra không phải anh moi móc cái chuyện cũ của em. Dạ, làm gì. Nhưng mình hỏi ra để biết coi là mình có mắc lỗi gì không. Dạ. Rồi có một con. Rồi dạ, chào em gái. Chào anh. Trời ơi dễ thương sang trọng. Dạ em cảm ơn. Xinh quá trời. Nhà gái sao nè, tình trường của mình nè. Em đã trải qua 2 mối tình. Năm em 23 tuổi em có quen một anh bạn ở cùng quê. Quen mấy năm? Em quen nhau được gần 1 năm. Chuyện không muốn xảy ra là em đã có em bé. Hai bên gia đình cũng có nói chuyện với nhau rồi và cũng sẽ
đến kết hôn. Nhưng em không biết lý do vì sao. Cách ngày cưới là khoảng gần một tháng thì bạn đó lại bỏ em ra đi, không liên lạc với em và em cũng không biết lý do. Sao em không qua em hỏi? Dạ hỏi, nhưng mà gia đình bên đó nói là con trai họ đi rồi nên họ không biết, họ đợi con về rồi mới giải quyết. Nhưng mà sau một thời gian thì vẫn im lặng luôn. Rồi tự em sinh em bé? Tự em sinh em bé và em ở với ba mẹ. Trai gái? Dạ bé gái ạ, năm nay được 15 tuổi. Em sinh bé được 2 năm. Qua sự giới thiệu của bạn bè, em có kết hôn với một người lớn hơn em 13 tuổi, đã có gia đình và ly hôn. Về sống với nhau không hòa hợp nên sau 6 tháng lại chia tay ạ. Trời ơi, rồi có rồi, từ đó một mình em nuôi con đến bây giờ. Rồi có đứa nào nữa không hay là chỉ có đứa em gái 15 tuổi thôi? Cái ông sao nè? Dạ không có con ạ. Cái người đầu tiên á, có bao giờ em gặp lại trong suốt 15 năm qua không? Dạ chưa luôn ạ. Em sinh bé ra là lấy họ mẹ, bé từ nhỏ tới giờ chưa biết rồi, mặt ba. Không có tin tức gì của người luôn. Còn biết tin là người đó đã có gia đình và có con. Họ cũng không có liên... Dạ không có một liên lạc gì hết á. Họ có biết là em có đứa con gái, họ dạ. có đứa con gái không? Dạ biết ạ. Thôi coi như... Thôi kệ. Dạ. Tao không biết, mình coi như không biết luôn đi. Rất là lận đận. Đúng rồi. Ngày xưa đó tức là hồng nhan bạc phận, còn bây giờ hồng nhan bạc tiểu. Đúng. Bây giờ là mình nói chuyện hơn nè, mình nói về tương lai, mình nói về một câu chuyện mới mẻ nè. Muốn trời. Có người yêu như thế nào? Dạ em muốn có một người đàn ông trưởng thành, yêu thương, biết quan tâm, chia sẻ, có trách nhiệm với gia đình. Cao ráo sao, đẹp trai không hay là người ưa nhìn là được ạ. Về kinh tế đồ này nọ có đòi hỏi gì không? Có công việc ổn định là được ạ. Rồi bên đây là được đó. Bên đây tới thì công việc ổn định. Bên đây cũng đã từng tổn thương một lần rồi, mình sẽ không làm tổn thương đối phương của mình. Rồi bây giờ mình mong muốn có người bạn gái như thế nào nè? Dạ thì em mong muốn có người bạn gái hòa đồng, yêu thương, biết chia sẻ cho bà con khó khăn, yêu thương ba mẹ với con cái trong gia đình. Bạn bên kia thì chưa có gọi là mạnh dạn trong đám đông, thì hy vọng là đi với em riết rồi bạn sẽ khắc phục được điều đó. Chị yên tâm đi, nhóm em mấy chị lành lắm hả? Lành lắm. Dạ em chào nhà trai ạ. Dạ rồi bây giờ mình đại diện nhà trai mình phát biểu ạ. Xin chào MC Quyền Linh và xin chào MC Ngọc Lan. Tôi tên là Nguyễn Thúy Lưu, đã cùng đồng hành với cả em Phước ở nhóm thiện nguyện Nhân Tâm. Em Phước thì rất là hòa đồng, vui vẻ. Em có một tấm lòng rất là từ bi. Em gái bên đây thì rất là xinh đẹp, dịu dàng, cũng sang trọng nữa. Mình cũng rất là có cảm mến với bạn. Cũng mong hai bạn tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau và sẽ được đi xa hơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị. Nhà gái đi với ai? Nhà gái đi với ai ạ? Dạ, em đi với mẹ, cậu, dì và chị ạ. Còn chị đại gia đình luôn đó. Xin chào đại gia đình nhà gái ạ. Chào MC Quyền Linh. Chào MC Ngọc Lan. Tôi tên là Ngô Thanh Phúc, cậu ruột của cháu Diễn. Hôm nay đến đây dự cuộc hò hẹn của hai bạn. Theo tôi suy nghĩ, hai cháu là đồng tuổi. Tức là ông bà trước kia nói câu cùng tuổi nằm dúi mà ăn. Và đây tôi là người cũng trải qua có vợ con rồi. Tôi thấy cháu là nói chuyện rất phù hợp với hoàn cảnh và cũng như con người. Cũng như vóc dáng hai đứa là rất tương xứng. Từ hôm nay tự duyên nợ đưa đến đó, cặp đôi này theo tôi nghĩ là thể thành công đó. Dạ, cho nên là chúc cho hai cháu có cơ hội tìm hiểu nhau để lo cuộc sống tương lai là quá tốt. Tôi xin cảm ơn. Cảm ơn cậu. Cho mẹ nói một tiếng coi, cô thấy sao nè? Anh em bên chị và bên đàn tre và tất cả trang trường quay chắc thấy thêm địa tư cũng muốn cho con tư giờ nó cũng lại dễ dàng. Mình cũng muốn cho một cuộc đời nào để mà xây dựng lại hạnh phúc gia đình. Bây giờ tôi gặp chàng trai này thì tôi thấy cũng được. Thì cái gì đó thì hai con tiếp tục để tìm hiểu nhau. Dạ, dạ, cảm dạ, cảm ơn mẹ. Rồi, luôn tiện cháu là nó làm chuyên làm bông hoa. Hôm nay cũng đại diện cho bên nhà gái, cũng tặng cho MC bó hoa tươi thắm. Dạ, cảm ơn cậu. Thành công đây. Dạ, con cảm ơn cậu. Ô, cái này là mình tự làm đó hả? À. Rồi, cảm ơn cậu nhiều. Thôi, chúc sức khỏe nha. Dạ. Rồi, Ngọc Lan đứng vô chụp với cậu một tấm nè. Cảm ơn cậu nhiều. Dạ, cảm ơn cậu. Nha. Dạ. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bên trò chuyện đi. Đúng tính. Rồi, mở rào. Bây giờ là tới em nói chuyện đó.
đây, trời bông đẹp nè. Đụng mông lên kia, đụng mông. Bước qua đó. Anh có mong xin tặng cho em, anh mong em mở lòng mình sẽ cái cách lâu dài. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Hai bên đều tặng bông hết ha. Dạ, em xin tặng anh bó hoa này. Hoa này tự tay em làm. Em đã gắn kết nhiều loại bông hoa lại với nhau, cũng như là sự gắn kết giữa anh và em, gia đình anh và gia đình em. Em hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ hạnh phúc và tươi đẹp. Anh cũng mong là em lúc nào cũng đẹp nhất trong lòng anh. Dạ, em cảm ơn. Rồi, mời hai bạn chúng ta về chỗ ngồi. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng được, cũng có cảm tình. Em cũng rất thích nó, tâm của anh làm thiệt thiện. Nhưng mà mới nãy anh cũng có nói là anh cũng có đứa con. Thì con anh thì anh cấp dưỡng đó. Thì dạ, em có cái gì có được hay không? Dạ, con thì mình sinh ra thì mình phải có trách nhiệm. Đó là điều hiển nhiên ạ. Em cũng vậy, em cũng có đứa con 15 tuổi. Hiện anh có trở ngại gì khi đến với em mà có con của em ở cùng không ạ? À? Nói chung là mình cũng ai cũng đã lão bước rồi. Thì con thì một ngưỡng đích thôi. Mình gắng cố gắng chăm sóc cho nó thành một cái tuổi thơ nó không phải giống như em với anh nữa. Nó sẽ hạnh phúc hơn, tươi sáng hơn. Em có gì hỏi anh? Anh làm việc ở thành phố ạ? Đúng rồi, anh làm việc. Em cũng làm việc ở thành phố. Em cũng có ít thời gian rảnh. Nói chung là thời gian nào em rảnh thì em cứ cho anh cơ hội, anh sẽ... Dạ vâng. Nói chung là nếu mà thật sự anh và em muốn hướng đến tương lai thì mình sẽ tạo cho nhau cơ hội để ở bên nhau nhiều hơn và tìm hiểu nhau hơn. Tại em làm tự do nên em có thể sắp xếp được ạ. Anh cũng làm tự do, anh sẽ sắp xếp được. Anh mong em sẽ tạo cho mình, em mở lòng ra cho anh để hai đứa mình sẽ có một cái kết hợp tốt đẹp và vui vẻ sẽ một cái khoảng đời còn lại. Dạ. Dạ, cho em hỏi là nãy em nghe nói là anh có trách nhiệm lo cho gia đình, ba mẹ ở dưới quê. Em thì công việc em ở thành phố, vậy có về làm dâu hay không ạ? Anh sống thành phố, anh ít có về nhà lắm. Dạ nhưng vâng. Mà nếu ba mẹ có chuyện cần gì hay là mình ở xa, nhưng mà lúc nào anh cũng chăm sóc cho ba mẹ anh. Dạ vâng. Thì cũng có thể về lâu lâu về, hoặc là ba mẹ muốn về thì có thể sắp xếp công việc để đúng về rồi, thăm ba mẹ, lo cho ba mẹ cũng được ạ. Gia đình em ở Quảng Nam, anh có ngại khi đường xa không ạ? Đâu có gì đâu, em Quảng Nam, Quảng Ngãi anh đi từ thiện ra ngoài tới ngoài đó nhiều mà, Huế anh đi hoài mà. Anh cũng rất là thích người phụ nữ ở Quảng Nam, rất là dễ thương. Bây giờ mình nói cho nhau nghe về quan điểm hôn nhân gia đình đi. Khi mình đến với nhau em có thể sanh con tiếp tục hay không? Dạ có thể được ạ, em cũng rất muốn sinh thêm một bé nữa ạ. Có thể một bé hoặc nhiều bé cũng được ạ. Nếu mà sinh nhiều bé thì chúng ta cùng nhau cố gắng hạnh phúc thôi, chăm lo cho bé, chăm lo cho các con thật tốt ạ. Chứ đó em không trở ngại ạ. Anh cảm ơn em. Em có gì hỏi anh về cái cuộc sống hôn nhân hay không? Dù ghen đó em, có dù ghen mới quan trọng đó. Ghen quan trọng lắm. Dạ. Tại chị em trong nhóm thiện nguyện đẹp đẹp không à. Ghen quan trọng lắm. Tại chị em trong nhóm thiện nguyện đẹp đẹp không à. Nếu anh cho em niềm tin thì em tin vào anh, thì em sẽ không ghen ạ. Anh cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Thôi giờ mình cứ cho nhau cơ hội ha. Chưa cho cơ hội được đâu. Là đây. Đó, bây giờ nãy giờ em cứ cà cầm cái quần, cứ kéo quần, cứ gãi quần hoài, rách cái quần rồi. Bây giờ hai người có cơ hội nhìn thẳng nhau, đó nói chuyện. Khoảng bao lâu thì chúng ta có thể kết hôn với nhau được? Thí dụ như giờ mình tìm hiểu nhau, mình cảm thấy hợp, khoảng bao lâu mình sẽ đến với nhau được? Em không có giới hạn thời gian đó. Nếu cảm thấy mà anh cho em niềm tin, an toàn khi ở bên anh và hạnh phúc, thì khi đó em sẽ đồng ý kết hôn với anh. Anh sẽ cố gắng gì hết trái tim của anh để dành cho em. Dạ, em cũng hy vọng gì đó cho ta. Rồi, bây giờ là Diễn có cơ sở kinh doanh. Dạ. Có nhân viên, có công ty đàng hoàng. Em trai cũng có cơ sở kinh doanh. Nói chung là hai bên tính xem mướn mặt bằng làm ăn chung, hay là mình phát triển kinh tế ở đâu, tiền về ai giữ. Tiền lúc nào cũng phải vợ giữ là an toàn. Mình giữ nhiều khi mình bị dụ. Tiền anh giữ hay em giữ cũng được. Quan trọng là anh có chịu lo là được. Em yên tâm, giữ đi cưng, giữ đi, nói lại đi. Em giữ. Sẽ cố gắng giữ ạ. Giữ thật chặt ạ. Mấy cái khúc đó là được, cứ nhường. Ok, ra về vị trí nào. Nãy giờ các bạn cũng đã hiểu nhau một chút gì đó. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra lại xem con tim mình có rung động với đối phương chưa. Nếu đúng á, bấm ngay cái nút. Còn không đúng,
nhường nút bấm nó cho người khác. Bấm hay không là quyền của các bạn. Hai bạn sẽ bấm nút sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Đó, rất đẹp. Và tay trong tay rất là hạnh phúc. Cảm giác sao này Phước? Hạnh phúc. Hạnh phúc đúng không? Hồi hả? Có mẹ, có cậu, có dì, có gia đình của bạn gái đây. Mình xin phép là được quen bạn gái. Hôm nay con được mát tay của anh Quyền Linh, em Lan. Em cũng mong là mẹ với chú, mấy anh chị em cho con một cái cơ hội để con được chăm sóc cho người bạn đời hôm nay sẽ mãi mãi hạnh phúc vậy sao. Xin phép cho con hùng dưỡng một cái. Nói đi. Mẹ với cậu với mấy chị em cho con hùng. Được, cậu nói được kìa, thấy chưa? Cậu với mẹ nói được rồi đó. Xin phép hùng. Dạ được ạ. Được rồi đó, chưa? Không đâu em. Tùy anh. Đi, tùy anh. Có mẹ, có cậu là ủng hộ hết sức mình luôn. Nói cái gì giữ lời. Đây là những món quà gửi tặng để chúc mừng cho các bạn ngày gặp mặt nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Quà tặng đến từ hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 feet là gói tập 1 tháng công nghệ EMS trị giá 7,5 triệu đồng. Tập luyện công nghệ EMS chỉ 25 phút một buổi và 2 buổi mỗi tuần lấy lại vóc dáng như ý. 25 feet, hệ thống phòng tập công nghệ EMS đầu tiên và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Bánh cookies rắc hạt Goody Gold với các loại hạt dinh dưỡng, hạnh nhân, hạt điều và hạt chia tốt cho sức khỏe. Cùng với thiết kế màu vàng sang trọng, tinh tế là món quà ý nghĩa cho người trân quý. Goody Gold chọn kết nối thêm yêu thương, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Chương trình gửi tặng bạn bộ sản phẩm bổ phế Nam Hà, thương hiệu thuốc ho bổ phế hơn 63 năm có mặt trên thị trường, với thành phần cát cánh, tỳ bà diệp, bách bộ, xạ can và các thành phần thảo dược khác, dùng cho các trường hợp ho, đau rát cổ họng, khản tiếng, viêm họng, viêm phế quản. Đây là bộ sản phẩm bổ phế quen thuộc với nhiều thế hệ gia đình Việt Nam. Chương trình xin được gửi tặng một túi mặt nạ Lululun, mặt nạ số 1 tại Nhật Bản, do em shop độc quyền phân phối online tại Việt Nam. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Sẽ đưa nhau đi cùng trời cuối đất. Chúng ta phải đến với hai cặp đôi với rất nhiều cảm xúc khác nhau. Và tôi nghĩ rằng là mỗi người sẽ tự hiểu trong trái tim mình muốn gì. Và khi họ bấm nút, họ cũng đặt trách nhiệm vào đó. Và tôi mong rằng chúng ta phải thật sự có trách nhiệm khi bấm nút. Và mong rằng tất cả cặp đôi lên đây bấm nút hẹn hò với nhau sẽ dẫn đến một kết quả rất là tốt đẹp. Và đó là hạnh phúc. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bản muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng bổ phế Nam Hà đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ông thị trưởng cưới nhanh lắm nha. Thị trưởng là kỳ ngày hai nữa đem giấy độc thân lên rồi cưới á. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Nôn nao, chờ đợi, hấp dẫn, bất ngờ là những gì luôn luôn có trong Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ chính chúng tôi cũng nôn nao chờ đợi và không biết bất ngờ gì xảy ra đây. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Trời ơi. Chào anh trai. Trời. Mời nhà gái. Rồi ngồi đi em. Rồi. Rồi. Dạ mời nhà gái ngồi ạ. Đây, đây luôn, đây. Để đây luôn cho nó hấp dẫn luôn. À, tôi để vòng này.
À, chào chào gái. Chào. Chưa gặp mặt là đã thấy hoa rồi. Có hoa để đây để cho thêm phần long trọng. Dạ. Bây giờ thì mình giới thiệu cho nhà gái nghe luôn đi em trai. Dạ. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Lá và các cô chú. Em là con em tên là Vũ, Phan Thanh Vũ. Phan Thanh Vũ. Dạ. Sinh năm mấy Vũ? Sinh năm 1981. 81. Dạ. Vũ làm công việc gì? Dạ hiện tại thì em là công ty thực phẩm. Thực phẩm. Dạ, là kinh doanh thực phẩm. Em làm gì trong công ty? Em là giám đốc. Ồ, giám đốc công ty thực phẩm luôn. Dạ, mới khởi nghiệp được 2 năm. Làm ở đâu vậy em? Trụ sở công ty thì ở Gò Vấp. Gò Vấp. Và hiện nay thì chuyển về xưởng sản xuất về Mỹ Tho, Tiền Giang. Tiền Giang, Mỹ Tho hả? Dạ. À rồi. Dạ. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Mỹ Tho? Nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Rồi. Mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Trương Thị Bích Chi ạ. Em sinh năm 1990 và em làm bên công ty du lịch ạ. Hiện tại thì em đang làm bên công ty du lịch Travel Luca ạ. Em ở Nha Trang, Khánh Hòa. Bích Chi. Dạ, đúng rồi ạ. Từ Khánh Hòa vào hết Bích Chi? Dạ, đúng rồi ạ. Em vào hôm kia ạ. Rồi, bên đây là một giám đốc công ty thực phẩm ha. Dạ. Bây giờ mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Vũ. Dạ, thực ra cái nghề thực phẩm thì em trước là em học kế toán cơ. Học kế toán Hà Nội. Nhưng mà cũng làm một thời gian thì không hợp, phù hợp. Thế bắt đầu đi kinh doanh. Kinh doanh thì bắt đầu vào nghề thực phẩm thì đến giờ khoảng 18 năm rồi. Dạ. Dữ vậy đó hả? Vâng, 18 năm thì cũng mở nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội. Thì làm ăn xuống lộ khoảng tầm 26 bắt đầu mới vào. Vào đấy thì phải đi làm cho quản lý cho bên xuất khẩu công nghiệp. Xong bắt đầu đến cách đây 2 năm thì nghỉ công ty và thành lập công ty thực phẩm. Thành lập công ty thực phẩm luôn. Em cũng có nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm vốn sống ha. Nhanh nhạy nè, năng động nè, giỏi nè. Nhưng mà ngoài đó em còn những cái gì mà nó chưa vừa lòng mình không, hay là những cái khuyết điểm gì mà mình thấy cần phải thay đổi không? Khuyết điểm thì cũng vì công việc cho nên đôi lúc mình cũng có cái nhược điểm là tập trung quá nhiều vào công việc, thành ra nó bị sao lãng cái vấn đề kia. Tức không lo cho gia đình. Dạ, có thể là nhưng mà họ không hiểu được vì nó dở dáng, cho nên đôi lúc đó là cũng nhược điểm. Đúng rồi. Dạ. Chúng ta lo chuyện kiếm tiền mà chúng ta quên đi người thân của mình là cũng không nên ha. Vâng vâng. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái chia sẻ về ưu điểm cũng như khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là em hay tụ tập ăn chơi với bạn bè hoặc là em đi chơi ở đâu đó một vài ngày. Là ưu điểm. Dạ, ưu điểm. Ưu điểm là hay biến mất mỗi lúc mọi nơi, nhiều lúc bạn bè cần em hay biến mất, cho nên bạn bè nói là có ưu điểm đặc biệt nổi trội là hay biến mất đột xuất. Còn khuyết điểm của em là em ăn cơm em hay bỏ bữa, cho nên là cứ mỗi lần mà ăn xong là mẹ phải đi dọn chén cho em hàng ngày, và cứ làm việc đó để 33 năm rồi và chưa bao giờ mà nói là hay là sao con ăn cơm xong rồi con không đi dọn, tự dọn. Nhưng mà em nghĩ đó là một cái nhược điểm mà hồi nhỏ tới giờ em đã quen, hình thành một cái thói quen mà nói chung là nó cũng khó có bỏ. Cho nên là nói chung thì bây giờ thì ai chả có ưu điểm và nhược điểm, nhưng mà cái nhược điểm của em nó nặng quá, cho nên là hy vọng là có một người nào đó sẽ từ từ khắc phục được cái nhược điểm mà em mắc phải. Có bao giờ em nghĩ là thôi hôm nay mình ăn xong mình sẽ phải tự đi dọn chén, mình không để mẹ dọn nữa không? Dạ, có nên nói chung là chắc là cái lần đó là lần mẹ em bệnh á, thì em mới làm cái chuyện đó. Còn nó đã hình thành giống như là một cái nhân cách chết của em trong vòng nhiều năm á. Cho nên là em cũng chưa giờ nghĩ như vậy, nhưng mà chắc là sau chương trình, sau khi chị hỏi thì em sẽ đi dọn chén thử xem cái cảm xúc của mẹ em như thế nào. Tại vì nói chung thì đôi lúc mình cũng lớn, nhưng mà lúc nào đối với cha mẹ thì mình cũng chỉ là một người con nít thôi, cho nên là rồi không sao đâu, mai mốt là đi lấy chồng mà không có ở với mẹ nữa là không ai dọn, em cũng phải tự dọn hả? Dạ. Thôi em trai, đường tình duyên mình sao? Thì em cũng chia sẻ một chút xíu, nó cũng hơi đánh đuổi xíu. Là nó cũng là lúc khởi nghiệp thì cũng có, cũng sắp cưới vợ. Tức là thời điểm đấy là em đang làm công ty. Làm công ty thì tức là đang ổn định công việc hiện tại là công ty, thì hai người yêu nhau thì lúc đấy không có vấn đề gì cả.
Thì khi mà đăng, tức là đã đi lại với nhau là đâm hỏi rồi đấy, thì có nghĩa là cái mà em muốn trao đổi là vấn đề là em không muốn làm công ty nữa, và em nhân tiền thì em sẽ lập công ty luôn, có nghĩa là em ra thoát ra ngoài luôn. Thì cũng xảy ra một số mâu thuẫn về quan điểm một xíu, nên thì cũng có trục trặc, cho nên không, cái đó em không đi chuyên sâu. Ý nói là cái con đường em thì hơi khập khảnh, bởi vì tuổi em lớn rồi, bây giờ mà khởi nghiệp thì nó sẽ rất là rủi ro, cho nên là người ta không thông cảm được. Thì nhưng mà em cũng phải lựa chọn, cũng phải bắt buộc phải làm, bởi vì cái này nó cũng theo em suốt mười mấy năm rồi, mà bây giờ đến lúc cũng phải làm, cho nên là cũng cố gắng, nên thành ra là giữ cái quan điểm của mình, bất đồng quan điểm, dạ, chia tay và phải chấp nhận. Quen nhau bao nhiêu lâu? Khoảng 2 năm. 2 năm. Dạ. Rồi. Thì đó, thì sau đó em bắt đầu mà chuyển dịch về Mỹ Tho và làm đến bây giờ. Thì có mối tình nào nữa không? Không, làm không, bây giờ hiện nay là em làm một mình. Một mình luôn? Dạ, vừa sản xuất và vừa thương mại. Ở tại thành phố Mỹ Tho hả? Dạ, ngay thành phố Mỹ Tho. Dạ. Đó là nhà của mình hay mình thuê? Không, nhà thuê, nhà em thì ở Bình Tân. Nhà... Tức là về Mỹ Tho, dạ, để có cái nguồn nguyên liệu nó sẵn có dưới đúng không? À, nguyên liệu là một, nhưng mà hai là ở mình mới khởi nghiệp ở Sài Gòn thì nó rủi ro lớn về cái sự cạnh tranh. Đúng rồi, cạnh tranh không lại. Phải hướng về miền Tây thì nó sẽ dễ hơn. Vậy là kinh doanh đó giờ mười mấy năm là một mình luôn? Không, trước kia thì cũng vợ anh, cũng hiện tại là một mình, hiện nay là một nhưng mình. Mà cái mối tình kia em có đăng ký kết hôn không? Mới đám hỏi thôi, chưa đăng ký kết hôn. Chưa đăng ký kết hôn hả? Vâng. Mới đám hỏi. Dạ. Chưa có con cái gì hết? Chưa. Rồi. Dạ. Bên nhà trai thì không có vấn đề gì ràng buộc con cái hay là đăng ký kết hôn gì cả. Dạ. Rồi, nhà gái mình thì sao? Dạ, em lấy chồng năm 18 tuổi, tới năm 19 tuổi thì em có một cháu gái. Bây giờ thì đã 14 tuổi rồi. Và nói chung thì đương nhiên thì đôi lúc nó cũng cần có cha, nhưng mà em ly hôn từ năm 20 tuổi tới giờ thì cũng 13 năm. Em chưa có kiểu muốn là sẽ lấy một ai đó để mà có làm một người cha tốt cho con em sau này á. Cho nên hiện tại bây giờ thì em cũng muốn kiếm một người nào đó để mà san sẻ cuộc sống, giống như là muốn có trách nhiệm của một người cha đàng hoàng. Rồi nói chung thì một cuộc đời mới, hay là đôi lúc có nhiều cái cách nghĩ để một con người nên nghĩ, nhưng mà em nghĩ là chắc là nếu như mà em tìm được một người nào đó thì em sẽ có một người cha mới cho con em. Vậy muốn tìm người thế nào? Dạ thì chắc là tốt tính một xíu, ăn nói dễ nghe. Tốt và tính. Nói chung thì hầu hết thì phụ nữ thì thích có kinh tế ổn định một xíu, em cũng vậy. Và em nghĩ là cái gì nó cũng có làm thì có ăn, và đương nhiên rồi mình phải ăn mình mới biết chua ngọt, cho nên em nghĩ là cái gì em phải có ăn thì em mới yêu, còn lại thì em sẽ không có tình cảm lắm. Cho nên là yêu cầu của nhà trai thì em hy vọng là cũng không cao không lùn, nhưng mà chủ yếu là tốt là được. Chủ yếu là tốt và có kinh tế. Dạ đúng. Rồi. Bên đây là có kinh tế rồi đó. Dạ. Còn tốt nói chuyện hồi sau mình sẽ biết được ha. Dạ. Hả? Em thấy đáp ứng yêu cầu được bên kia không anh trai? Tốt tính, dạ, kinh tế tốt. Dạ. Đào thế nhỉ? Em thì không đòi hỏi về nhiều quá, bởi vì là những cái em yêu cầu thì khả năng anh ấy đáp ứng được, nhưng mà chỉ quan điểm, cái duy nhất quan điểm quan trọng nhất là cái quan điểm trong cuộc sống thôi. Giờ quan điểm em là gì? Quan điểm của nữ thôi, còn có hợp với quan điểm như thế nào thì để cho nó dễ sống. Quan điểm của mình thì nó đã thoải mái rồi. Cái quan điểm của bạn gái là quan trọng nhất, chỉ đơn giản nhất cái điều đấy thôi. Bởi vì là cuộc sống bây giờ nó không phải là phải gò bó nhau. Chút xíu hai người sẽ đặt